Alo, chào tất cả anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình review cho anh em một cái công thức bắt cầu tài xỉu ở trên cái bàn rồng xanh này nhá. Trước khi vào phải xét cầu anh em ạ, cầu thì đang có dấu hiệu là đi ngắn thôi. Đối với cái bài đổi thưởng online ấy, thì đa số mình thấy ấy, cái trò tài xỉu này rất là đông anh em chơi này. Đó. Nhưng mà anh em lại không nắm được cái cách bắt cầu, thường thường anh em thích đâu đánh ở đâu anh em đánh đấy thôi. Rồi, tay đầu thì bắt cầu nghịch nghịch. Bắt cầu nghịch nhá. Ok chưa? Làm chục củ tay đầu đây anh em ơi. Cầu này bắt nghịch là tuyệt vời rồi. Xem có được không nhá. Rồi, ok đấy anh em ạ. Tay đầu tiên húp chục củ này. Mục tiêu của mình ngày hôm nay cố gắng kiếm khoảng tầm độ 20 củ anh em ạ. Rồi bắt cầu 1-1. Đây là làm 5 mét này, ok chưa? Rồi, để xem thế nào đây. Liệu có hoàn thành được hay không? Xem nào. Ok đấy anh em ạ. Cầu 1-1 rất là đẹp này, anh em thấy không? Bám quả cầu 1-1 đẹp nhờ. Quá ngon lành luôn anh em ạ. Ok nhá. Tiếp tục. Làm 4 mét thế này anh em ạ. Cầu 1-1 quá đẹp anh em ơi. Để xem tình hình thế nào đây. Xem tình hình thế nào đây. Đu hỏng rồi. Mé tài 11 anh em ạ. Rồi, cầu này bây giờ vẫn phải bắt chặn tay nữa đi. Làm 5 mét tay này nhá. Xem tình hình thế nào đây. Liệu có thành công hay không? Xem nào, hút được không đây. Thôi hoảng rồi. Mé dính ngay quả cầu đứng rồi anh em ạ. Dính ngay quả cầu đứng rồi. Cầu này bây giờ mé trước đó nó cũng chỉ đứng 3 phát. Căng nhờ. Riêng cầu này anh em ạ. Riêng cầu này vẫn phải chạm tay nữa. Bởi vì trước đó anh em thấy là nó cũng chỉ đứng có 3 tay thôi. Tay này thì vào khoảng 15 củ nhá. Ok chưa? Vào 15 củ anh ạ. Đây, vừa rồi nó cũng chỉ đứng 3 tay này anh em ơi. Rồi để xem thế nào.
Xem nào. Ổn chưa anh em? Quá rét luôn. Cầu này vẫn phải là bắt nghịch anh em ạ. 55 mét nhá. Ok, để xem nào. Nó cay nhỉ. Cầu này có thể khả năng bệt rồi anh em ạ. Cây nhờ. Có khả năng là nó sẽ thuận đấy anh em ạ, bởi vì trước đó thì nó cũng chưa đứng xỉu nhiều anh em ạ. Làm cho củ nha. Quyết định là bắt thuận luôn này. Để xem tình hình nào. Tay này mà nó mà sang tài anh em ạ thì thực sự là vẫn phải là bắt nghịch hay hơn. Mình nghĩ là đứng đấy. Rồi đứng rồi anh em nhá. Anh em thấy không? Quá ổn luôn anh em ạ. Như vậy là mình lại được 24 củ. Với cái mức lãi này á thì chốt quá là đẹp rồi anh em ạ, không chơi nữa nhá. Ok chưa? Rồi. Anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like một follow nhá. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.